Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Thầy cảm ơn các bạn quan tâm tới khóa học của thầy. Trong video này, thầy sẽ giới thiệu nội dung khóa học luyện đề CAE. Học cái gì phù hợp cho những bạn nào? Nội dung học ra sao, hình thức học phí vân vân. Thời lượng khóa học vân vân các bạn nha. Để hiểu về cái khóa học của thầy, các bạn đi từ các giai đoạn luyện thi và cũng là lộ trình luyện thi chuyên ngành học sinh giỏi của thầy gồm 18 lớp. Thầy chia thành 6 giai đoạn theo khung tham chiếu châu Âu và cũng là năng năng lực ngôn ngữ 6 bậc. Cổ dụ là tạo là 6 bậc các bạn này. Cái lớp mà thầy đang giới thiệu cho các bạn nó nằm ở cái giai đoạn 5 C1 luyện đề thi CAE. Trong giai đoạn này thầy có 3 lớp nè. Các bạn thi chuyên Anh, học sinh giỏi ở tỉnh thành khó cần hoàn thành 3 lớp luôn. Lớp nào trước lớp sau không được hết. Thì trong lớp luyện đề CAE á, chúng ta sẽ học cái gì nó phù hợp với ai? Lớp này phù hợp với những bạn học sinh giỏi lớp 9 thi chuyên Anh ở các tỉnh thành khó. Và các bạn học sinh giỏi lớp 11, 12 thi học sinh giỏi cấp 3. Bởi vì các đề thi CAE đó bác, nó rất hay về phần nghe, về phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu của nó rất chất lượng. Bạn làm đọc hiểu của nó được, thầy đảm bảo các bạn, bạn đi thi sẽ rất tự tin. Bạn làm phần nghe của nó được, thầy đảm bảo bạn sẽ đi thi nghe một cách rất tự tin. Các bạn nha. Trong lớp học này học cái gì các bạn? Trong lớp học này chúng ta ăn no chỉ giải 7 cái tập đề thi như thế này. Một này. Rồi tới quyển số 2 nha, đó. Rồi tới quyển số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Mỗi quyển gồm 4 đề. 7 x 4 28 đề. Có phần nghe, có lời thoại giúp cho bạn ở nhà chuẩn bị nghe trước. Bạn nghe không được thì bạn xem lời thoại để xem rằng tại sao bạn nghe không được và tại sao đáp án là như vậy. Các bạn nha, trong lớp học thầy sẽ giải thích chi tiết từng câu một cho các bạn. Bạn cần chuẩn bị phần nghe trước. Đó, mấy phần này. Thầy giải thích chi tiết từng câu một cho các bạn nha. Đề thi CAE. Bạn quan sát đề thi CAE á, cái cấu trúc của nó đó, phải nói là rất gần với đề thi chuyên Anh học sinh giỏi. Bạn thấy là nó gồm phần nghe đó, rồi nó gồm phần viết câu, phần word form, phần điền từ phù hợp, phần guided flow test, phần đọc hiểu, tới bốn bốn dạng luôn. Nó chỉ không có phát âm thôi các bạn. Rồi một số phần đặc biệt khác chút nha, nó rất giống. Nên các đề thi này các bạn dùng để luyện thi chuyên Anh học sinh giỏi cấp 3 rất chất lượng luôn các bạn nha. Trong lớp học này ăn no thì giải đề thi quá, chả làm gì hết. Ăn no cứ đi giải đề thi, giải xong 7 phút, 7 x 4 28 đề là xong khóa học nha. Thì bạn nào quan tâm á, các bạn tham khảo cái đề thi năng lực nha. Tham khảo cái đề thi năng lực CAE của thầy. Xong rồi bạn làm được cỡ 50% á, là bạn sẽ học được. Sau đó thì bạn xem cái file thông tin chi tiết hơn thì tóm tắt lại về thời gian học, về ngày khai giảng, các tiết học vân vân nè. Nha. Thầy có một chính sách chung cho các khóa học của thầy. Khó dễ, khó khó, bất cứ khó nào cũng vậy. Một mức học phí duy nhất nha. Một mức học phí duy nhất cho mọi cấp độ các lớp học của thầy. Bạn tham khảo chi tiết. Rồi bạn xem trên YouTube á, cái phong cách của thầy như vậy có hợp với bạn hay không? Bạn cảm thấy hợp hay không? Bạn cảm thấy phù hợp hay không? Thì bạn đăng ký ủng hộ thầy. Các bạn nha. Thầy xin cảm ơn các bạn đã quan tâm khóa học của thầy.
mong muốn gặp bạn trong lớp học. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.